Tập trước, Tiêm Pháp Sư và Tiêm Ma Dương đã có cuộc chiến sinh tử tranh giành thẻ bài với nhau vô cùng gay cấn. Bắt đầu, Tiêm Ma Dương đã chiếm ưu thế hơn vì có được thẻ bài sức mạnh 2 sao. Nhưng Tiêm Pháp Sư nhờ có sự đoàn kết cùng với nhau vượt qua nguy hiểm mà dần dần đảo ngược được tình thế. Không chỉ thế, mặc dù có được thẻ bài rồi, nhưng vì phải nạp tiền mới được dùng thẻ bài trong lần tiếp theo cũng khiến Alpha Sam hậm hực và kéo dài thời gian. Cuộc chiến lại càng gay cấn hơn, ngàn cân treo sợi tóc. Lần này, Tiêm Ma Dương lại dùng chiêu gieo sầu thoát thân, nhưng người thoát thân lại là Alpha San. Để lại Insan, Ma Dương ở lại. Tiêm Pháp Sư thừa cơ hội đó đã giết chết Insan và chiếm được thẻ bài Insan 1 sao. Sau khi giết được Insan, Ma Dương và có được thẻ bài Insan 1 sao, cả Tiêm Pháp Sư đã rời khỏi chiến trường và tiếp tục cuộc hành trình tìm những tấm thẻ bài giải cứu những pháp sư khác. Hình như chúng ta thắng quá dễ dàng, Insan gì mà yếu xìu vậy? Dù gì hắn cũng chỉ là một Insan 1 sao, không mạnh là chuyện đương nhiên. Ta thấy vẫn có gì đó không ổn. Tại sao Alpha San lại bỏ chạy trước? Tại sao rõ ràng chúng ta đã giết Insan mà chỉ có một tấm thẻ bài 1 sao? Dù sao Insan cũng là một sao mạnh, không thể bị giết dễ dàng như vậy được. Úi là trời, ta có thấy dễ dàng đâu. Chúng ta suýt đi chậu ông bà mấy lần rồi, dễ gì đâu chứ. Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua đi, mau lấy bản đồ ra xem vị trí tiếp theo là ở đâu. 404, Pháp Sư Mộc lấy ra tấm bản đồ đã trộn được từ Ma Vương để xem vị trí tiếp theo của Pháp Sư Ngũ Hành ở đâu. Ủa, chuyện gì vậy? Có ai đó đang ở gần chúng ta, ngay trong căn nhà bỏ quan. Bản đồ này không chính xác. Có khi nào là có ma hay không? Ta sợ ma lắm. Đi đến xem thế nào. Trong ngôi nhà, một cô gái đang đứng bên cạnh bức tường, khuôn mặt xanh xao và nhìn trông có vẻ như vô cùng yếu ớt. Đó chính là em gái Gia Tra bị thất lạc từ lâu. Cô gái nhìn chiếc hộp đựng linh hồn của Gia Tra trống trơn, liền đoán ra có chuyện không lành. Chắc chắn thì gái mình đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Hay là có kẻ nào ăn cắp linh hồn của chị mình? Không được, mình phải đi tìm chị nhanh. Em gái Gia Ra không biết sự việc đã xảy ra nên vô cùng lo lắng. Mặc dù tình hình của cô ấy vô cùng nghiêm trọng, khi có nhiều vết thương khiến cô ấy suy yếu, nhưng vì lo lắng cho chị gái Gia Ra, cô vẫn quyết tâm đi tìm chị. Nhưng vừa bước đi vài bước, cô đã ngã quỵ xuống và ngất đi. Vừa may lúc đó Tiêm Pháp Sư đến, Gia Tra nhìn thấy em gái mình liền chạy đến đỡ dậy. Nhưng lúc này em gái Gia Tra đã bất tỉnh. Hả? Là em gái của ta? Em gái, mau tỉnh lại đi. Nhìn yếu ớt vậy có khi ngủng của tỏi rồi cũng nên. Người nói gì hả? Không có gì, ta chỉ nói đùa thôi. Cả Tiêm Pháp Sư cùng nhau trị thương cho em gái của Gia Tra. Em gái của Gia Tra cũng dần dần hồi phục và tỉnh lại. Chị ơi, em đói quá. Vậy để chị đi lấy đồ ăn cho em. Để ta đi lấy. Nhớ mua một đùi gà, một cốc trà sữa, 3 ly kem nha. Ai ốm đi mà. Ba. Hả? Đang ốm mà cũng khôn ăn ghê. Gia Trà lúc này vô cùng lo lắng cho em gái của mình. Sao em lại bị thương nặng vậy? Em gái Gia Trà hồi tưởng.
là chị. Em phải tìm cách để sống sót. Nhưng trên đường em gặp phải tên Ma Dương. Hắn định giết chết em để lấy thẻ bài sức mạnh. May mà em trốn thoát được nên mới về tới đây. Tên Ma Dương này cả một đứa bé mà cũng bắt nạt được. Ê, vậy cô theo tìm pháp sư đi. Hơi nghèo nhưng bọn ta đều là người tốt, không ai bắt nạt cô đâu. Đúng vậy, tham gia tìm pháp sư đi. Nhưng nhìn hắn giống bộ xương quá, có phải là người xấu không? Gì? Cô nói ta giống bộ xương? Nhìn này, ta body 6 múi đó. Vừa hay, Miss San cũng trở về mang theo đồ ăn cho em gái cha ra. Bỗng nhiên trận cuồng phong nổi lên, gió bão, sấm chớp bay mù mịt. Có chuyện gì đó không ổn rồi. Vì sao lại có cơn cuồng phong bất ngờ đến vậy? Em gái cha ra đã gặp được chị. Liệu rằng cùng chung tim với nhau hay là một kế hoạch của Ma Dương? Alpha San và Ma Dương đã có âm mưu gì nữa? Các bạn hãy bình luận xem tập sau sẽ có diễn biến gì nha.